Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu mắc bệnh lạ sắp qua đời. Cách đây gần 3 tháng, thời báo chấm D đã đăng tin rò rỉ từ nội bộ với tựa đề Nguyễn Quốc Triệu bị nhiễm virus lạ giống Trần Đại Quang. Ngày 5 tháng 8, một nguồn tin nội bộ cho thời báo chấm D biết, ông Nguyễn Quốc Triệu, nguyên trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, đã phải nhập viện bệnh viện Bạch Mai với triệu chứng sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, bạch cầu cao, cơ thể mệt mỏi. Và đây là hình bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu. Hồi ông Trần Đại Quang qua đời tháng 9 năm 2018, tờ VN Express trích lời ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương nói rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được phát hiện bị bệnh từ tháng 7 năm 2017 và đi Nhật chữa trị. Từ đó đến khi qua đời, ông đã trải qua 6 lần điều trị tại Nhật Bản. Các bác sĩ chẩn đoán ông mắc loại virus hiếm và độc hại Bệnh này trên thế giới chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn, mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian. Cũng theo nguồn tin nội bộ, ông Triệu bị nhiễm virus lạ, giống chủng virus gây ra cái chết của ông Trần Đại Quang. Mới đây, nguồn tin nội bộ cho biết thêm như sau. Sau thời gian dài chăm sóc sức khỏe cho cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, cố bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thành, cố phó thủ tướng Lê Văn Thành và cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Quốc Triệu đã bị nhiễm virus hiếm và độc lạ. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của ông ở giai đoạn cuối của cuộc đời. Gia đình ông Triệu cho biết, nhiều lần xét nghiệm máu và sinh thiết đều không phát hiện ra căn nguyên gây bệnh. Triệu chứng bệnh của ông Triệu giống của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang và cố bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thành. Cơ thể teo tớp và cổ họng phình to ra, hồng cầu tiêu hao vô căn, các lần ghép tủy đều thất bại. Và đây là hình cố chủ tịch nước Trần Đại Quang sau cái chết đầy uẩn khuất của ông Nguyễn Bá Thanh và ông Trần Đại Quang, một số nghi vấn cho rằng có bàn tay của thế lực Nguyễn Xuân Phúc với sự hậu thuẫn không hề nhỏ của tình báo Hoa Nam. Và các khoản chi phí cho các phi vụ này được cho là có sự tham gia của thân Đức Nam, doanh nhân thời Đồ Bành và đại gia Đặng Văn Thành, nguyên chủ tịch ngân hàng Sa Cơm Bàn. Cũng vậy, có những nghi ngờ về cái chết của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và cho rằng chỉ có ông Phúc mới biết rõ ai là người đứng sau thực hiện phi vụ này. Vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Trần Thị Nguyệt Thu được cho là nhiều lần rỉ tai nói rằng Tô Lâm và đội công an ra tay thịt bắt trọng. Tuy nhiên, tất cả những nghi vấn kể trên đều không có bằng chứng. Ngay cả vụ việc ông Nguyễn Quốc Triệu bị nhiễm virus hiếm và độc hại cũng có nhiều nghi vấn vì ông là người nắm giữ các hồ sơ bệnh án lạ về những cái chết mờ ám đầy uẩn khúc Ai đứng đằng sau phi vụ ám hại ông triệu? Hiện nay, phe nhóm công an là lực lượng có quyền và thế mạnh nhất, với tham vọng quyền lực và mê say tiền bạc, họ có thể làm tất cả mọi chuyện, thậm chí tiêu diệt nhiều triệu người dân Việt nhằm đảm bảo lợi ích cá nhân của họ. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tất cả những cái chết đầy nghi vấn kể trên đều xảy ra dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư và Tô Lâm làm bộ trưởng công an, ngoài trừ cái chết của Nguyễn Bá Thành giữa Nguyễn Quốc Triệu và Nguyễn Phú Trọng có một mối liên hệ đáng chú ý. Triệu được Trọng giới thiệu và trúng cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào tháng 4 năm 2024. Khi ấy, Trọng đang là bí thư thành ủy Hà Nội. Vào năm 2006, Trọng được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, thì chỉ một năm sau, tức là năm 2007, Triệu được bầu làm Bộ trưởng Y tế, dù nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội vẫn còn tới 2 năm nữa. Năm 2011, Nguyễn Phú Trọng trúng cử chức Tổng Bí thư, đó cũng là thời điểm Nguyễn Quốc Triệu được chỉ định giữ chức trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Tức là các cán bộ cấp cao của Đảng khi đi khám chữa bệnh ở đâu, uống thuốc gì, phát đồ điều trị ra sao và sức khỏe trong tình trạng như thế nào, ông Triệu đều nắm rõ. Trước khi về hưu vào tháng 6 năm 2019, ông Triệu đã đích thân chữa trị, chăm lo sức khỏe cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau khi bị đột quỵ hồi tháng 4 năm 2019. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu mắc bệnh lạ sắp qua đời. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhận định của quốc tế về tương lai Việt Nam dưới thời tân tổng bí thư Tô Lâm Ngày 4 tháng 8, BBC Tiếng Việt cho hay, ông Tô Lâm làm tổng bí thư, quốc tế nói gì? Theo đó, sau khi ông Tô Lâm nhận chức tổng bí thư, nhiều trang báo quốc tế đã đưa tin về sự kiện này với những bình luận khác nhau. Lãnh đạo nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia đã gửi điện chúc mừng. BBC trích bài viết của hãng tin quốc tế dẫn nhận định của tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự tạm ngưng của các đấu đá nội bộ trong đảng. Dù ông Lâm đã cam kết thúc đẩy chiến dịch chống tham nhũng, chiến dịch này có thể bị đình trệ bởi ông ấy có thể ưu tiên sự ổn định của hệ thống đảng trước kỳ đại hội năm 2026. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn lời giáo sư Taylor từ Đại học của Úc cho rằng việc ông Tô Lâm nhậm chức tổng bí thư không phải là điều bất ngờ. Ông Tô Lâm sẽ đặc biệt cảnh giác trong việc loại bỏ nhân sự không phù hợp trước Đại hội 14. Cụ thể là những ứng cử viên liên quan đến tham nhũng hoặc không đạt tiêu chuẩn của đảng. BBC cho biết ông Tô Lâm được cho là cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch đốt lò. Trong buổi họp báo sau khi nhậm chức Tổng bí thư, ông Tô Lâm cho biết sẽ tiếp tục công cuộc chống tham nhũng theo phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng. BBC dẫn nhận xét của giáo sư Abusa từ Hoa Kỳ cho rằng chiến dịch đốt lò sẽ không biến mất bởi tham nhũng vẫn là một vấn đề ở Việt Nam và nguyên nhân nó sẽ tiếp tục tồn tại vẫn là chính trị. Ông Tô Lâm đã sử dụng chiến dịch này để loại bỏ các đối thủ và tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ tiếp tục sử dụng chiến dịch này để kiểm soát các đối thủ. Tình hình đốt lò sẽ không trở nên gây gắt hơn, nhưng chắc chắn cũng sẽ không hạ nhiệt vào lúc này. Và đây là hình tân tổng bí thư Tô Lâm. Điều mà nhiều tờ báo nước ngoài quan tâm là Liệu ông Tô Lâm có tiếp tục giữ chức chủ tịch nước hay không? Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang cho rằng, nếu ông Tô Lâm từ chức chủ tịch nước, người thay thế ông sẽ là người từ quân đội chứ không phải một đồng nghiệp từ Bộ Công an. Điều này sẽ giúp cân bằng quyền lực của Bộ Công an trong nhóm lãnh đạo cấp cao, ông Giang nói thêm. Theo BBC, từ nay cho đến ngày đại hội 14 diễn ra, ông Tô Lâm chỉ còn khoảng 16 tháng ngồi ghế tổng bí thư. Khi đó, ông Tô Lâm sẽ hơn 68 tuổi chiếu theo quy định về độ tuổi tái cử vào Bộ Chính trị, ông Tô Lâm sẽ quá tuổi vào thời điểm đó. Giáo sư cho biết thêm, nếu ông Tô Lâm muốn tiếp tục tại nhiệm, ông sẽ phải được miễn tuổi nghỉ hưu, bắt buộc là 65, có thể viện dẫn việc ông có quá trình công tác xuất sắc. BBC trích nhận định trên hãng tin quốc tế khác. Theo đó, ông Tô Lâm nhậm chức tổng bí thư đúng vào thời điểm quan trọng của Việt Nam, khi đang trở thành quốc gia sản xuất và hưởng lợi từ chính sách của các doanh nghiệp quốc tế về đa dạng hóa nguồn cung, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc. Giới đầu tư ngày nay lo ngại khi các quan chức cấp cao của Việt Nam liên tiếp mất chức mà không có lý do cụ thể. Và đây là hình cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc ông Tô Lâm giữ chức Tổng bí thư phần nào cho thấy Việt Nam đang dần ổn định hơn về mặt chính trị. Tuy nhiên, hãng tin quốc tế cũng cho rằng việc ông Tô Lâm trở thành Tổng bí thư có thể làm dấy lên thêm lo ngại về các quyền tự do dân sự ở Việt Nam. Vẫn theo BBC, trước đó, trong bối cảnh tổng trọng vừa qua đời và quyền lực của Tô Lâm đang lên vào ngày 31 tháng 7, ông Claudio, đại diện của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại Liên minh châu Âu, nhận định với một hãng tin quốc tế rằng sự gia tăng quyền lực của ông Tô Lâm không phải một tin vui cho nhân quyền. Ông nói thêm sự đàn áp và không hề khoan nhượng của chính phủ Việt Nam trước những chỉ trích cũng như sự thù hằn đối với các quyền dân sự và chính trị cơ bản sẽ gia tăng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nhận định của quốc tế về tương lai Việt Nam dưới thời tân tổng bí thư Tô Lâm Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.